Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi nốt tập 5, tập kết thúc của tiểu thuyết trinh thám Mai Hương và Lê Phong của tác giả Thế Lữ. Lê Phong bực dọc xuống nhà, ra khỏi cổng và đến đứng đợi bọn kia bên chiếc xe hơi mà Văn Bình đem tới lúc nãy. Anh có vẻ suy nghĩ lung lắm và hình như căm giận hết thảy mọi người. Nhưng 5 phút sau, khi Văn Bình đến gần Lê Phong thì anh đã tươi cười quay lại nói: "Xin thú thực, tôi chưa thấy người con gái nào tinh quái danh mạnh đến thế. Cả một bọn đàn ông trai trắng mà nó coi như một đứa trẻ con." Rồi làm như quên các việc khó chịu vừa rồi, Lê Phong giơ tay xem đồng hồ. 3 giờ kém 20. "Thôi, bây giờ về thì vừa, không còn việc gì hết." Văn Bình kinh ngạc: "Thế nào, về hả?" "Về chứ, còn ở đây làm chi nữa, con chim xanh bay về tổ rồi." "Nghĩa là thế nào?" Lê Phong đùng đình nói. "Thế nghĩa là thế. Kìa, lúc này không phải là lúc nói giỡn. Thế còn bọn hung thủ hả? Thì chúng nó bị bắt cả rồi chứ sao? Bị ông Tê Phụng bắt ở nhà cô Loan phải không?" "Phải rồi, nhưng nếu tôi không lầm thì chúng không còn bóng nào ở đó hết." Văn Bình sừng sốt. "Hừ." "Hừ cái gì? Anh nói cái gì?" "Tôi nói câu tôi vừa nói." "Ồ, thế ra Mai Hương gạt chúng mình ở đây để đánh tháo cho bọn kia rồi sao?" Lê Phong bật cười. "Không." "Thế sao anh bảo không còn ai ở nhà cô Loan nữa?" "Thế nghĩa là ông Tê Phụng dẫn chúng về sở mật thám rồi chứ gì?" Văn Bình trách. "Thế mà cứ nói đùa mãi." Lê Phong nghiêm mặt lại một cách khôi hài. "Không, tôi không ưa nói đùa đến thế đâu." Và lại, Lê Phong lại bật cười rồi hỏi sang chuyện khác. "À này, lúc nãy tôi nói đúng chứ?" "Đúng cái gì?" "Mai Hương chỉ để lại đôi giày của cô." "Ừ, mà trong đôi giày còn có mảnh giấy nào giữ riêng cho tôi không?" "Không, không ai để ý." "Tự tìm xem, đôi giày đâu, có đem xuống không?" Biên đưa đôi giày cao gót ra. Văn Bình đưa ngón tay vào thì quả nhiên có một mảnh danh thiếp rất trong đó. Trên danh thiếp, Bình đọc thấy mấy hàng chữ in lớn mới: Henriette Mai Hương, 114 Duvillier, Hà Nội. Lê Phong vẫn giữ vẻ khôi hài lúc nãy bảo: "Là đằng sau xem có gì không?" "Có, đọc xem." Văn Bình đọc: "Mai Hương thành thực mừng ông Lê Phong đã thoát nạn, khuyên ông nên về nghỉ, trấn tĩnh lại tinh thần và kính tặng đôi giày này gọi là chút kỷ niệm tinh quái của một người thiếu nữ tinh quái." Trái với điều Văn Bình tưởng, Lê Phong không lấy những điều giễu cợt trên đây làm bực tức, lại tỏ ý ra vui thích, cất tiếng cười lớn và làm vang động cả quãng đường vắng vẻ bây giờ. "Văn Bình, tiếng cười là một của báu trên đời, nó làm tiêu tan biết bao nhiêu nỗi ưu phiền, nó là cơn gió thổi tan đám mây, nó là ánh nắng tươi trên vườn xuân, nó là biểu hiện của sự vui sống ở trần gian. Không, tôi không thể nào không cười được." Rồi như người hóa dại, anh lên trên xe hơi, giục mấy người lên theo, giận máy cho xe chạy và lại khanh khách cười, khiến cho Văn Bình ngẩn người ra, chẳng biết tại sao Lê Phong lại lạ lùng đến thế. Nhưng sự kinh ngạc của Văn Bình lại tăng lên gấp bội khi thấy sau tràng cười điên cuồng đó, Lê Phong lại im lặng, đôi mắt mở lớn trông thẳng và cho xe chạy hết phố này sang phố khác mà chạy rất nhanh. "Kìa, đi đâu thế này?" Lê Phong không trả lời, mở thêm tốc lực. "Lê Phong, đi đâu bây giờ?" Anh vẫn không đáp. "Kìa, sao đi đâu anh không bảo, mà sao lại cho chạy nhanh thế?" Lê Phong không thèm nghe chi hết, cứ mỗi lúc mở thêm tốc lực, mắt đăm đăm như để tâm trí tận đâu đâu. Sau cùng anh hãm xe, quay đầu hỏi Văn Bình một câu rất kỳ quái: "Anh có thể đi chơi ô tô với tôi từ giờ đến sáng mai không?" "Thế nào, anh có đi được không? Nếu không tôi đi một mình vậy." "Nhưng đi đâu mới được chứ? Đi chơi mà." "Đi chơi?" "Ừ, chỉ đi chơi thôi. Nếu không, anh xuống." Tôi thực không hiểu sao cử chỉ của anh lúc này lại lạ như thế. Có lẽ anh hóa điên. Lê Phong nghiêm trang trả lời: "Anh không hiểu, mặc anh, nhưng tôi không điên. Thế nào, đi hay xuống?" "Ồ, thế còn bọn hung thủ?" "Bọn hung thủ bị bắt rồi chứ sao?" "Thế còn anh?" "Tôi thì không phải theo đuổi chúng nó nữa, nhưng..." "Chẳng có nhưng gì hết. Bọn hung thủ bị bắt và đã bị giải về sở mật thám rồi. Vì bọn hung thủ bị bắt nên báo thời thế sẽ được một bài tường thuật nhanh nhất, ngộ nhất, tường tận nhất. Thế là công việc của tôi xong." Văn Bình càng kinh dị hơn. "Ồ, nhưng mà..." Lê Phong có vẻ cáu. "Còn gì nữa? Thế các anh lúc nãy không ở nhà cô Loan sao?" "Sao lại không? Các anh đã chứng kiến rõ lúc chúng bị bắt chứ?" "Rõ. Phóng viên chụp ảnh cũng có đấy như lời tôi dặn chứ?" "Có. Mà có chụp được cả ảnh chứ?" "Chụp được." Lê Phong nhún vai. "Thế thì anh còn muốn gì? Tôi đã lừa cho chúng nó vào chồng là công việc của tôi kết liễu rồi. Hay anh muốn cho tôi được thưởng mề đay?" "Cảm ơn, tôi xin nhường chiến công và mề đay trong tránh mật thám." Văn Bình thấy Lê Phong cứ nói vẩn vơ mãi cũng đâm gắt. "Anh thực không đúng đắn tí nào cả." "Sao vậy?" "Một vụ án mạng nghiêm trọng đến như thế mà anh là người hoạt động nhất trong cuộc săn bắt chúng. Bao nhiêu việc bí mật anh khám phá ra được?" Lê Phong vội ngắt.
Ờ, thế rồi sao nữa? Ồ, Văn Bình, Văn Bình, nhưng việc đó bây giờ không quan hệ gì lắm. Tôi tưởng nên xếp một nơi đã, rồi tôi dẫn anh về nhà báo, thúc mọi người làm việc để mai báo kịp ra sớm, còn tôi... Lê Phong ngửa mặt nhìn trời. Còn tôi đi chơi, đi tìm gặp nhiều việc quan trọng gấp 5, gấp 10 thế, mà bí mật cũng gấp 5, gấp 10 vụ án mạng bí mật. Tôi đi tìm cô Mai Hương. Lúc đó Văn Bình chợt hiểu ra rằng giọng nói của Lê Phong tuy bỡn cợt nhưng có ẩn một vẻ chân thật ở trong. Văn Bình biết rằng anh mới tìm ra một điều khác thường vừa vụt qua trí anh, nên mới có những cử chỉ ấy. Văn Bình để cho Lê Phong đưa đến tòa báo thời thế, rồi xuống cùng với người phóng viên phụ. Lê Phong chỉ dặn qua mấy câu. Bài tường thuật các anh viết, còn bài điều tra thì tôi viết rồi, ở ngăn kéo ấy. Đến mai, ông Tê Phụng có cho người hỏi gì thêm thì bảo tôi đi vắng. Ông cứ mua báo thời thế mà đọc. Bây giờ thì chào các anh. Thế còn Mai Hương? Mai Hương là một con chim xanh, là một số bí mật thứ hai, là một người tôi đi tìm bây giờ đây. Nhưng về Mai Hương các anh không cần nói đến vội. Nói rồi, Lê Phong mở máy cho xe chạy liền. Xe hơi băng băng chạy trên con đường nhựa bóng loáng, qua hàng bún, rẽ lên đường Quan Thánh, rẽ sang hàng Cót, hàng Bông, Cửa Nam, qua ga rồi cứ thế chạy thẳng mãi. Mỗi lúc Lê Phong mỗi mở thêm tốc lực như người đi đâu có việc rất cần. Thực ra thì Lê Phong không nhất định đi đâu và cũng không có việc gì khẩn cấp. Đó chỉ là một phép lạ lùng anh dùng để bắt trí phải suy nghĩ mau chóng. Cái cảm giác được đưa đi rất nhanh trong không khí cùng những tiếng máy chạy, tiếng gió vun vút bên tai làm kích động tinh thần xét đoán của anh. Khi có thì giờ trầm ngâm về một vấn đề gì, Lê Phong ngồi nhà khóa kín cửa lại suốt ngày, không nhúc nhích và không nói nửa lời. Khi cần phải nghĩ mau, nghĩ gấp thì anh dục dã trí thông minh của anh bằng cách ngồi nghĩ trên xe hơi chạy nhanh. Bộ máy suy tưởng của anh sẽ theo sức nhanh của xe hơi mà hoạt động. Ta hẹn cho ta từ bây giờ đến 7 giờ sáng. Sự bí mật này phải cắt nghĩa ra. Sự bí mật này không phải là vụ án mạng trường đại học nữa, vì hung thủ hiện đã bị bắt và bao nhiêu đầu mối tự nhiên gỡ tung ra. Bây giờ thì những ẩn tình rắc rối, những thủ đoạn rào quyệt, cho đến lai lịch bọn thủ phạm nguyên ủy vụ ám sát anh đều thấy cả, mà thấy một cách rất rõ ràng. Cả câu chuyện kỳ bí rắc rối kia, bây giờ khi ôn lại, anh chỉ thấy thu nhỏ trong khuôn khổ của một việc rất thường đăng lên báo. Việc đó tóm tắt như sau. Người sinh viên trường thuốc Trần Thế Đoàn cách đây 3 năm nhân một cuộc nghỉ mát trên Sapa tình cờ mua được của một người thổ ở đó 5 bộ sách thuốc Đoàn đem về, chủ ý tra cứu về y học cổ và tưởng 5 bộ sách kia chỉ có giá trị của một mớ tài liệu thôi. Không ngờ đọc kỹ Đoàn mới tìm ra được một điều khác lạ. Sách ấy là một thứ sách viết cũng chia ra từng mục, từng tiết nói về y lý, được tính ra linh thể, bệnh căn như mọi sách khảo cứu về môn học này. Nhưng trong các đoạn văn, thỉnh thoảng lại có một chữ viết thiếu nét, hoặc một lối chấm câu đánh lạc chỗ, hoặc một chữ lối viết khác nhưng chữ thường. Đoàn đánh dấu lấy các chữ lạ ấy, chép riêng ra một chỗ rồi ghép từng câu, từng đoạn thành một bản di chúc chỉ dẫn lối chôn một kho của rất lớn ở vùng Thượng Du. Công việc ấy mất hơn 2 năm trời, Đoàn định thi y khoa xong thì sẽ đem bộ sách ấy và cách tìm kho của nói cho chính phủ biết. Nếu kết quả đúng như lời trong di chúc thì một nửa phần kia thuộc về chính phủ, còn một nửa thuộc về tay Đoàn. Cái mộng tưởng sang du học các nước mở viện khảo cứu, nghĩa là cái hy vọng tha thiết nhất trong đời một người ham học lúc đó sẽ thành sự thực. Giải đâu việc người thổ bán 5 pho sách lại có một người khác biết, người ấy là Lương Hữu, một du học sinh ở Pháp về. Lương Hữu lên đó hỏi và cũng đoán biết cái giá trị phi thường của 5 pho sách kia, liền xúi giục người thổ Nùng Du đòi lại. Viện đã rằng đó là của báu của nhà Nùng Du, nhưng Đoàn không chịu. Vì thế chúng mới tính cách đe dọa Đoàn. Lương Hữu là một người rất khôn khéo, hắn quen một nơi chỉ làm việc trong bóng tối. Đoàn vẫn cương quyết và hết sức đề phòng. Cho đến ngày Đoàn thi xong, bọn kia biết là nếu không chiếm đoạt ngay thì cái di chúc trong 5 pho sách sẽ công bố lên và lúc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Đoàn và chính phủ. Cái óc khôn ngoan rào quyệt của Lương Hữu bỗng nảy ra một kế. Hắn bàn với bọn kia rằng chỉ còn cách trừ ngay Đoàn đi mà không để cho ai ngờ đến án mạng. Cái công việc khó khăn ấy không phải bất cứ người nào cũng làm nổi. Lương Hữu bèn nhận lấy, nghĩ được một phương pháp thần diệu rồi chính hắn đã lèn vào trong trường cao đẳng và chính hắn dùng cái máy ảnh bắn kim tiêm thuốc độc giết Đoàn một cách rất nhẹ nhàng, yên lặng giữa lúc phát bằng. Giết xong Đoàn là xong một phần thứ nhất trong kế hoạch của chúng. Chủ Du, tức là Nùng Du, và Lương Hữu cùng với mấy tên đồng đảng nữa định bắt cóc Lý Tuyết Loan để tra khảo lấy 5 bộ sách mà chúng biết rằng hiện ở trong tay cô. Mưu kế chúng đã sắp đặt sẵn sàng và việc bắt cóc của chúng sẽ êm ái như việc giết Đoàn.
vì có tên Đan làm tay trong cho chúng. Những việc ngấm ngầm đó sau này chúng biết sẽ vỡ lở ra, nhưng chúng lại biết rằng đến lúc khám phá ra thì chúng đã chiếm được kho của và sẽ có cách tẩu tán được. Chúng cứ việc ung dung mà hành động theo phương lực rất chắc chắn của Lương Hữu, và quyết thế nào việc cũng thành. Không ngờ có Lê Phong đó, Lê Phong đoán được cái chết của bác sĩ Đoàn, tố cáo những mưu kế của chúng lên mặt báo. Tuy Lê Phong chưa biết rõ ngay xảo huyệt của chúng, và trong bài tường thuật Lê Phong chưa biết thủ phạm là ai, song cuộc điều tra của anh có thể hại chúng được. Đối với Lê Phong, Lương Hữu chỉ còn một cách là trừ người phóng viên chứng ngại đi. Trong lúc tính việc vội vàng, Lê Phong vẫn không biết rằng chúng đề phòng và có ý đợi anh trong tiệm hút mã mây, là nơi chúng tạm dùng làm xào huyệt. Vì thế mà cả bọn người của anh phái đến trước đều bị chúng bắt, và rồi anh cũng suýt bị hại, nếu không nhờ ở một sự tình cờ. Sự tình cờ đó là một điều bí mật mà anh chưa thể hiểu rõ được. Tại sao cái kim tiêm trong máy ảnh của Lương Hữu lại không có thuốc độc? Tại sao một người tính việc chú đáo như Lương Hữu lại có thể sơ suất đến như thế? Và tại sao Mai Hương, một người thiếu nữ kỳ dị, đã biết anh thoát khỏi cái nạn ghê gớm mà không tìm cách đối phó với anh? Tại sao? Tại sao trong bọn gian hắc kia mọi người đã bị bắt cả, Mai Hương vẫn ở ngoài vòng, vẫn hành động một cách táo tợn và tinh quái, hình như không sợ ai và tin rằng không ai làm gì được? Bao nhiêu câu đó cùng hỗn độn trong trí của Lê Phong, mà câu hỏi quan hệ nhất, khó giải nhất là Mai Hương là người thế nào? Những việc khác, những kế hoạch hành động của hung thủ và bao nhiêu trường hợp kỳ dị gây nên bởi bọn Lương Hữu, đến bây giờ Lê Phong không thấy quan trọng gì nữa. Lê Phong coi như một việc rất thường, rất giản dị, như một bài tính đã có sẵn lối dài. Anh không thấy cái thú như mọi lần khi trí thông minh của mình đã khám phá ra một việc lạ. Không, cả vụ án mạng trường cao đẳng đến bây giờ thực không có nghĩa lý gì nếu so sánh với điều bí mật dày độc nhất là Mai Hương. Mai Hương với cái dáng yêu kiều, với bao vẻ tinh nhanh, với bao cử chỉ lạ lùng đã làm cho anh chú ý. Anh ngạc nhiên ngay từ phút thứ nhất gặp ở trường cao đẳng. Lê Phong không thể nào không thấy cái liên lạc của cô ta trong vụ này được. Mà điều lạ nhất là trong vụ này, anh chỉ gặp có cô lúc nào cũng chỉ thấy cô hiện ra, hoặc để lừa anh, hoặc để trêu chọc. Cái luận lý riêng của anh, cái trực giác của tinh thần anh lúc đó hình như vẫn không muốn nhận rằng Mai Hương là một con giặc cái, Mai Hương không phải là kẻ phạm tội ác, không thể là người nham hiểm được. Thế mà bao nhiêu trường hợp đều như cãi lại anh một cách hùng hồn. Anh ôn lại các việc xảy ra. Bức thư đe dọa anh, cuộc săn đuổi theo vết dầu xe hơi, cái tin dữ nghe ở máy nói, cái bóng áo hồng anh thoáng thấy lúc tìm được tang vật giết người trong giảng đường trường đại học, rồi lúc diện kiến, là lúc Mai Hương khôn khéo nhất, táo tợn nhất, vì cô tự mình đến bịa ra một câu chuyện sợ hãi và giả vờ ngất lịm người trong tay anh. Mỗi lúc người thiếu nữ một lạ lùng hơn lên, mỗi lúc anh mỗi thấy khó hiểu. Lê Phong tự nghĩ, từ xưa thế này, việc gì ta xét cũng ra. Cả đến việc ám sát Trần Thế Đoàn ta cũng không coi vào đâu. Duy chỉ có người thiếu nữ này, thật là một việc khó khăn, một điều phi thường như một sự màu nhiệm. Mai Hương là người như thế nào? Anh bất giác nhớ lại đến những phút rất êm đềm lòng anh như thổn thức, như hương chiều về cái tình cảm kỳ dị, nó xui khiến anh thầm mến, thầm phục người thiếu nữ tinh quái kia. Anh nhớ lúc anh ôm cô ta trong tay và ghé xuống gần tai cô hỏi bằng những lời dịu dàng. Mai Hương, em là ai mà khó hiểu thế? Rồi anh cũng lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó. Phải, Mai Hương làm sao mà khó hiểu thế? Lê Phong nhớ lại rất rành mạch rằng trong những phút say sưa đó, Mai Hương chỉ là một bậc nhan sắc đầm thắm, yếu đuối, phó thác toàn thân cho sự bao dung của anh. Rồi đến lúc cô mở mắt ra trông anh, tuy lộ vẻ trách móc ngạc nhiên, nhưng Lê Phong cũng thấy cả vẻ tin cẩn sung sướng. Lê Phong giữ cho xe chạy thẳng và âm thầm để cho những điều ký ức ấy du lòng. Anh muốn nhớ đến những việc khác nữa. Anh quên rằng người thiếu nữ kia mấy phút sau đã lừa anh và còn lừa anh mãi mãi. Cho đến vừa rồi, cô ta cũng còn tìm cách giễu cợt anh bằng những lời mỉa mai. Lê Phong mỉm cười, lấy đôi giày ra xem và đọc lại mảnh danh thiếp. Mai Hương thành thực chúc mừng ông Lê Phong đã thoát nạn và kính tặng ông đôi giày này, gọi là chút kỷ niệm tinh quái của một người thiếu nữ tinh quái. Lê Phong nói tiếp, người thiếu nữ tinh quái và rất có duyên. Lúc đó mặt trời đã mọc lâu, ánh sáng tươi cười chiếu xuống cảnh vật tươi cười. Lê Phong xem đồng hồ tay rồi quay xe trở về, trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng. Những điều bí mật về Mai Hương đến lúc đó vẫn chưa khám phá được. Hình như đã có lời tiền định cho ta rằng trong việc này Mai Hương là con chim xanh, muốn để cho người ta trông thấy lúc nào nên lúc ấy. Khó lòng mà đuổi bắt được, dầu người đuổi bắt là Lê Phong.
Chính Mai Hương đã chẳng báo trước cho ta biết rằng ta không thể tìm thấy được cô, không bao giờ gặp được cô, trừ ra khi cô cố ý để cho người ta tìm thấy. Nhưng không hề gì, bây giờ chỉ còn hai ta. Cô em không trước thì sau, thế nào ta cũng dò ra được tung tích. Đến Hà Nội, Lê Phong vào một phòng cắt tóc để cạo mặt và chút nốt những dấu vết cải trang, đoạn vào một hiệu cà phê để ăn điểm tâm, nhân tiện đánh điện thoại về Thời Thế dặn dò mấy điều. Sau cùng, anh lên xe hơi, đi về phố Hàng Đẫy. Đến Hàng Đẫy, theo địa chỉ ở tấm danh thiếp của Mai Hương, Lê Phong đỗ xe trước một nhà Tây lớn số 144 bis. Nhưng đó lại là một nhà hạ sĩ quan Pháp. Lê Phong hỏi thì người bồi ở đó trả lời, chủ hắn mới dọn đến được hơn một tháng nay. Lê Phong hỏi mấy nhà gần mới biết, tầm 5 tháng trước, hai cha con một người Sài Gòn có ở phố này, nhưng bây giờ dọn đi nơi khác rồi. Lê Phong hỏi dọn đi đâu thì không ai biết hết. Anh tự nghĩ, người Sài Gòn kia tức là người cha đỡ đầu cho Mai Hương, nhưng ta cũng ngốc. Đi tin một địa chỉ vu vơ ở tấm danh thiếp kia, có gì là chắc chắn, ta phải cố gắng tìm. Rồi suốt từ 7 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau đó, anh phóng xe hơi đi khắp Hà Nội, hỏi trường trung học Albert Serro là chỗ cô ta học ngày trước, hỏi những người quen thuộc. Anh lại tìm cách hỏi cả sở bưu điện xem người giữ việc thư tín có biết địa chỉ của Mai Hương không. Nhưng vô ích. Mai Hương quả như lời anh nói, là một con chim xanh bí mật, không biết đã bay đi tận phương nào. Lê Phong đành hoãn cuộc săn đuổi lại. Anh tự nhủ rằng trời đất này cũng không đủ rộng để anh mất tăm vết giai nhân. Thế nào rồi cũng có một ngày kia anh gặp cô. Và rồi thế nào rồi, những sự kỳ dị cô mang theo, anh cũng sẽ hiểu được hết. Tuy thế, Lê Phong cũng không khỏi bất mãn. Trong trí lại nảy ra một vài điều ngờ vực, vừa làm cho anh khó chịu hơn lên. Anh thong thả rẽ xe về phía gian nhà riêng của anh thuê ở phố Huế. Tâm trí mỗi lúc một thêm phiền muộn, và nét mặt anh muốn cho tươi tỉnh mỗi lúc một thêm rõ những nét băn khoăn. Lê Phong để xe trước nhà, khóa máy lại, uể oải bước vào cổng, uể oải lên gác, uể oải lấy chìa khóa mở cửa, rồi uể oải bước vào căn phòng lạnh lẽo, hình như sẵn sàng để đón tiếp sự thất vọng của anh. Căn phòng này chia ra làm hai phần, trong là chỗ làm việc. Bỗng nhiên anh đứng lặng người ra, một cảnh tượng cực kỳ quái lạ hiện trước mắt anh. Lê Phong không ngờ, nên không tin rằng đó là sự thực. Sau bàn giấy của Lê Phong, một người con gái đang ngồi đọc một cuốn sách. Cô ta đọc ra chiều chăm chú lắm, đến nỗi tiếng động khi mở cửa và tiếng kêu ngạc nhiên của Lê Phong cũng không làm cô ta ngẩng đầu lại. Mai Hương. Ồ, Mai Hương vào đây. Lê Phong nhắc lại câu đó 2-3 lần, người thiếu nữ mới hé miệng cười trông lên, rồi một lát mới nói, vâng. Mai Hương đợi ông ở đây đã lâu. Lê Phong vẫn như người trong giấc mộng. Cô vào đây, cô vào được đây à? Thì Mai Hương lại mỉm cười. Vâng, chứng cứ rất rõ ràng. Tôi ngồi đây, tức là tôi đã vào đây. Có gì lạ? Nhưng cô vào lối nào mới được chứ? Thế ông vào lối nào? Còn lối nào? Cửa tôi khóa kia mà. Mai Hương cất tiếng cười. Cửa khóa thì mở bằng chìa. Mà chìa khóa... Chìa khóa đây. Chẳng biết có phải sự tình cờ hay không mà tôi cũng đặt thợ đánh cho một cái chìa khóa giống cái của ông như đúc. Lê Phong thấy những câu trả lời danh mãnh với cái dáng ngạo nghễ của cô từ trước. Anh trao mày hỏi lại, nhưng sao cô lẻn được vào nhà tôi? Cô vào đây có ý gì? Mai Hương thong thả đáp, trước hết hai tiếng lẻn vào ông dùng không được đúng lắm, vì tôi có lẻn đâu. Tôi mở cửa, tôi vào, rồi tôi ngồi đây đợi ông, có thế thôi. Lê Phong đã thấy khó chịu, nhưng sao cô lại vào nhà tôi? Vì tôi muốn giữ lời hứa với ông. Cô hứa gì với tôi? Ông chóng quên thực. Tôi hứa rằng nếu tôi không muốn cho ông tìm được tôi thì ông không thể tìm được tôi. Trái lại cũng thế. Nay tôi muốn gặp ông thì ông cũng đã gặp. Lê Phong càng thấy bực tức, toan gắt thì cô ta lại tiếp. Gớm, làm gì mà ông Lê Phong đã trực nổi giận. Ông không thể chịu được sự vui vẻ của một người con gái ư? Rồi vẫn giữ vẻ khoan thai nhẹ nhàng, cô gấp cuốn sách lại nhìn thẳng vào Lê Phong. Mời ông ngồi xuống đi. Lần này thì tôi không dám đóng kịch nữa và đến đây để nói với ông mấy câu chuyện rất bình thường. Về cái án mạng trường cao đẳng. Vâng, vụ án mạng ấy đã kết liễu, hung thủ đã bị bắt cả, sự bí mật đã phơi ra ngoài ánh sáng. Nhưng còn một sự bí mật nữa, hẳn ông cũng đang nghĩ thế.
Còn một sự bí mật khó giải nữa là tôi. Vậy tôi xin nói ngay để ông biết rằng tôi không bí mật nữa. Cái con bé đáo để, cái con bé danh mãnh tinh quái, cái con nữ tặc rào quyệt, thưa ông Lê Phong, thực ra chỉ là một người bạn của ông, chỉ là một người đã giúp ông thôi. Lê Phong cười nhạt. Cô giúp tôi. Vâng. Mà về những việc gì? Ngay từ hôm cái án mạng xảy ra. Mai Hương vội nói. Ngay từ hôm. Hôm nào? Án mạng trường đại học mới xảy ra hôm qua. Đấy, ông xem. Đến ông còn tưởng là xảy ra lâu rồi và vô tình không tin rằng bao nhiêu trường hợp có thể dồn dập một cách nhanh chóng đến như thế. Mà chính vì thế nên tôi mới tìm hết cách để dục dỡ ông làm việc cho mau chóng hơn lên. Lê Phong trao mày, cô dục tôi. Dục dã có lẽ chỉ là một cách nói, vì thực ra thì tôi đã được quen ông đâu. Nhưng tôi đã có những cách của riêng tôi. Tôi biết rằng ông là người làm báo có tài, một nhà báo có tài trinh thám nữa. Nhưng tôi lại biết rằng khi ông theo đuổi một việc, ông chú trọng đến báo ông hơn là đến số mệnh của một người bị nạn. Một việc ám sát đối với ông chỉ là một cách tin hay đặc biệt. Có thế thôi. Ông dò xét, ông phán đoán, ông khám phá được những việc bí mật nhất. Thế là việc của ông có kết quả rồi. Báo của ông có tài liệu rồi. Còn ngoài ra một tính mạng nữa có bị nguy hiểm hay không, ông không cần để ý đến lắm. Tôi không trách ông. Nhưng tôi tưởng được người ta có thể vừa là phóng viên vừa là người trừ gian kẻ ác được. Ngừng một lát, Mai Hương lại tiếp. Khi thấy ông nói chuyện với bác sĩ Trần Thế Đoàn sáng hôm qua, tôi đã biết ngay là sắp có sự lạ. Tôi chợt nhớ đến một việc tình cờ tôi gặp ở nhà dây thép mấy hôm trước. Sự tình cờ ấy là một bức điện tín đánh cho một người tên là Nùng Du ở một làng thổ trên Sapa. Xin thú thực rằng, tính tôi rất tò mò, mà thử công việc tôi cho là thích nhất là nghe đánh điện tín. Tôi cứ nghe cũng đủ đoán ra những chữ đánh theo lối Morse, vì ngày trước tôi có dịp nghe quen. Bức điện tín có mấy lời này. Xuân sẽ cùng hạ tuyển thủ gặp đoàn sinh giảng giữa đường. Lúc đó thì bức điện tín tôi coi là bức điện thường nói chuyện thể thao, hay về một việc gì tương tự như thế. Duy chỉ hơi lấy làm lạ rằng sao những chuyện ấy lại đánh điện lên cho một người thổ, và sao ý nghĩa lại quá mập mờ. Xong việc đó tôi quên đi. Sáng hôm qua, thấy vẻ lo sợ của Trần Thế Đoàn và lại nghe lỏm được những mẩu chuyện của ông với bác sĩ nên tôi bất giác nghĩ ngay đến tiếng đoàn, tiếng giảng và tiếng đường trong bức điện tín. Không cần phải tính kỹ tôi cũng nhận ra, đó là một bức thư vắn tắt, cứ việc bỏ cách một chữ đọc một chữ là thấy ngay cái câu ghê gớm, sẽ hạ thủ đoàn ở giảng đường. Tuy nó là một sự bí mật quá ngây thơ và rất dễ thấy, nhưng tới lúc đó như thấy cái khiếu trong trí tôi nó nổi lên. Tôi tự bảo tôi rằng dịp may đấy, chẳng khác gì một nhà phóng viên gặp một chuyện kịch liệt. Cái khiếu đó, cái thị hiếu kỳ quặc của cái thứ óc rắc rối của tôi, thưa ông Lê Phong, là sự ưa chuyện mạo hiểm và bí mật. Rồi từ đó bắt đầu nảy ra những tia sáng, tôi phát hẳn ra một thiền chuyện kỳ dị, một chuyện kỳ dị gặp mà có thực và sẽ xảy ra. Tôi liền viết mảnh giấy đe dọa ông để cho ông vừa kinh ngạc vừa bị kích thích và chú ý đến việc này một cách nhiệt thành hơn. Lúc ấy là lúc ông đã biết những điều lo sợ của bác sĩ Đoàn rồi, mà ông chưa chịu đi tìm cách che chở cho Đoàn ngay, ông còn mài viết bài tường thuật. Tôi cố ý làm thế nào cho ông vì lời đe dọa mà hoạt động ngay, đừng chờ đợi những việc sắp đến nữa. Không dè việc sắp đến lại đến một cách bất ngờ quá. Đoàn bị giết mà không ai thấy hung thủ đâu. Đến ông và tôi là người đã biết trước rồi mà cũng không thể đoán được cách giết người quỷ quyệt đấy. Tôi nghĩ mãi, hết sức dò xét và cũng hết sức điều tra như ông, song không thể nào biết một mảy may về phương pháp hành động của hung thủ. Vâng, tôi cũng điều tra kỹ lưỡng như ông, có lẽ lại nhanh hơn ông nữa, vì tôi là đàn bà, lại được cái khéo bắt chước và đóng kịch. Cũng khá, nên chả có đâu là tôi không bước đến. Ở tiệm nhảy tôi là gái nhảy, ở tiệm hút tôi là người đàn bà nghiện, ở ngoài đường tôi là một người nửa đứng đắn nửa giang hồ, ở đâu cũng chẳng có ai ngờ chi hết. Vì thế mà tôi dò được chỗ hẹn hò của người thổ Nùng Du với tên Ba Cột, và nhân thế mà biết tiệm hút Mã Mây chính là xào huyệt tạm thời của chúng. Giá tôi chỉ thêm một chút nữa, có lẽ tôi là tình nhân của Lương Hữu cũng nên. Trong lúc ấy thì ông vẫn ngờ tôi và chỉ theo đuổi có riêng tôi. Ông cho tôi là con nữ tặc nguy hiểm nhất. Tôi coi là một cái hội ngộ và nhân cơ hội lợi dụng ngay sự ngờ vực ấy, tôi tìm cách để ông cứ theo đuổi tôi mãi đi. Vẽ nên ông sự nghi ngờ đó không có hại mà chỉ tiện việc cho tôi. Ông sẽ vì tôi mà tìm ra xào huyệt hung thủ, mà tìm ra một cách rất mau chóng, chứ không thong thả theo cái bước đi thong thả của phương pháp ông vẫn dùng xưa nay. Mai Hương cười bằng cả miệng cười xinh đẹp của cô. Lê Phong ngồi đối diện, tuy bộ mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt anh lại có những tia sáng rất vui vẻ dịu dàng. Mai Hương nhìn anh một cách danh mãnh rồi lại tiếp. Tôi thấy việc mạo hiểm của tôi vui như một tấn kịch vui.
Nhất là tự biết rằng chính mình đã làm cho ông Lê Phong theo được ý muốn của mình. Cử chỉ của tôi, tức là những liều thuốc kích thích đó. Bức thư đầu ở trường cao đẳng, rồi bức thư thứ hai viết trên đường Cống Vọng trong một cuộc săn đuổi bằng ô tô. Rồi cái tin ghê gớm tôi báo trông bằng điện thoại. Rồi lúc giáp mặt đầu Goda, toàn những việc đáng cho ông thủ tôi. Nhưng cũng toàn là những việc tôi cố ý gây nên cả. Nhưng tôi không lấy thế làm ngại. Có lẽ lại vì thích nữa. Vì nếu tôi không đầm, ông tuy thù nhưng không ghét, vẫn dành riêng cho con bé tinh quái một phần nhỏ trong cảm tình của ông. Lê Phong hơi đỏ mặt và bất giác mỉm cười. Nhìn Mai Hương một hồi lâu trách. Ồ, ra thế kìa đấy. Nhưng giá cô cứ cho tôi biết chủ ý ngay có hơn không? Việc gì lại để tôi cứ ngờ vực mãi? Thế thì đã trả nên chuyện. Và lẽ ông có thể để cho tôi ngỏ ý gì với ông đâu. Và lại nữa tôi còn có một lẽ riêng. Sau này sẽ nói cho ông biết. Vâng. Một lẽ rất tha thiết, táo bạo nữa. Lê Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Ông hiểu gì? Không. Cái lẽ đó ông không thể đoán được đâu. Cũng như ông không ngờ được rằng tôi chỉ vụng một chút nữa là đã làm hại ông rồi. Nhưng may, tôi không đến nỗi vụng lắm. Cô làm hại tôi. Vâng. Ông có nhớ tại sao ông biết tiệm hút phô mã mây không? Ông có nhớ lúc chiều hôm qua tôi vào nhà báo Thời Thế ăn trộm cái kim tiêm của ông không? Rồi sau khi tôi ra, ông có nhớ đến mảnh giấy còn trong phong bì không? Mảnh giấy ấy tôi dùng để chế giễu ông và cũng để ông ngờ rằng tôi vô ý nữa. Cái vô ý đó là những chữ hằn lên mặt giấy. Những chữ vạch bằng một vật nhọn để ông tưởng rằng tôi vô tình viết lại đó khi viết lên mảnh giấy khác. Vậy những chữ ấy là những chữ gì? R.V. Fumerie Mã Mây. Mai Hương gật đầu. Hẹn nhau ở tiệm hút Mã Mây. Rõ ràng lắm. Ông tưởng đó là những câu ghi chép hay một mảnh giấy truyền lệnh của tôi cho bọn đồng đảng của tôi, có phải không? Ông tưởng thế nên ông mới đến tiệm hút Mã Mây định bắt cả tôi lẫn chúng. Mà vì thế nên chính ông đã sa vào lưới của Lương Hữu. Nhưng khi bị bắt, ông không ngờ rằng từ trước tôi đánh cháo cái kim tiêm của Lương Hữu mà hắn không biết. Nếu không thì ông đã bị giết thực rồi. Đánh cháo bằng cách nào? Làm thế nào tôi gần gũi được cái bọn gian ác kia để làm việc nguy hiểm đó? Kể ra đây thì câu chuyện khí dài quá, tôi phải sắp đặt mưu mẹo. Thực là cả một thiên mạo hiểm tiểu thuyết. Nhưng để thong thả, sẽ có ngày kia tôi xin thuật lại tường tận ông nghe. Bây giờ chỉ cần nói để ông biết một điều lạ trong sự thành công vừa rồi. Ông nên nhận rằng tôi cũng có một phần công vào đấy. Một phần công thôi? Không, cô có công nhiều lắm. Nội bao nhiêu việc ấy tôi làm chỉ do một chủ ý, một nguyện vọng thôi. Lê Phong chợt ngắt lời. Nhưng cô chưa nói tại sao cô lừa cho tôi theo đuổi cô đến tận Mã Mây, nên mới trốn vào đó để tôi theo và cũng tình cờ nên mới gặp người con gái ở đó đi ra. Cô này sau tôi mới biết là tí nữa bị tôi ngờ oan. Lê Phong cười tiếp. Thế ra trong việc này ngờ vực là một điều tôi không thể nào tránh được. Rồi yên lặng một lát, Lê Phong lại hỏi. Bây giờ thì tôi có thể nói tại sao cô theo đuổi bệnh này một cách khác thường như thế. Cô có biết bác sĩ Đoàn không? Biết nhưng không quen. Còn cô Loan? Cô Loan tôi cũng chỉ gặp có một lần. Nói mấy câu chuyện với cô là tôi hiểu được cái cớ chủ động vụ ám sát. Đó là năm cuốn sách thuốc mua ở Sapa. Tôi tìm cách ăn trộm về để xem có điều gì lạ không. Nhưng cũng để ông ngờ thêm tôi một lần nữa. Không ngờ năm cuốn sách đó là năm cuốn sách giả, không có giá trị gì. Còn như ông muốn biết tại sao tôi lại giở những trò kỳ quặc kia ra. Tôi xin trả lời, tôi làm thế chỉ vì... Nhưng ông thử đoán hộ xem. Lê Phong không trả lời, Mai Hương lại tiếp. Chỉ vì như tôi đã nói, tôi muốn cho ông làm việc mau chóng hơn một chút nữa. Một vụ âm mưu chu đáo như thế, nếu không tìm cách khám phá cho mau, thì còn tai hại nhiều nữa. Mà có khi biết ra các đầu mối, thủ phạm lại tẩu thoát từ lâu rồi. Ông xem, bao nhiêu trường hợp rắc rối. Thế mà chỉ trong không đầy một ngày, ông đã có thể khiến cho cả bọn gian đồ sa vào lưới pháp luật. Nhưng đó chỉ là một cái cớ phụ. Cái cớ chính của tôi là một điều mong mỏi rất tha thiết. Tôi muốn ông chú ý đến tôi, đến những điều tạm gọi là khó khăn nguy hiểm mà một người thiếu nữ có thể làm được. Lê Phong lắc đầu lấy làm lạ nhìn người thiếu nữ, ra ý cố hiểu lời cô ta nói. Nhưng Mai Hương vẫn tươi cười một cách rất tự nhiên. Cô lại tiếp. Đó là một cách biểu diễn, một cách trổ tài mà tôi có. Và đó cũng là một cách làm một bài thi. Một bài thi không có đầu đề. Thôi, tôi cứ nói trắng ngay rằng tôi muốn ông nhận cho tôi có đủ sự tinh thông, đủ trí xét đoán và có can đảm để có thể là một người cộng tác với ông. Đến chỗ này, Mai Hương đưa mắt nhìn Lê Phong một cách e dè và như để dò ý. Sau cùng cô hạ thấp tiếng xuống, nói. Vâng,
một người cộng tác, nghĩa là người cùng theo đuổi một công việc với ông. Thưa ông Lê Phong, tôi muốn là nữ phóng viên cho báo Thời Thế. Nói được câu đó, Mai Hương liền im mặt, ngượng nghịu và lo lắng như người học trò không thuộc bài. Vẻ lanh lẹ của cô đi đâu mất hết. Cô đợi mãi Lê Phong mới thèm hỏi. Thế nào, cô muốn làm nữ phóng viên? Giọng nói của Lê Phong hình như không được tử tế lắm. Tôi hỏi cô, những việc cô làm trong vụ này chỉ cốt để cho tôi chú ý đến cô ư? Chỉ cốt cho tôi nhận cô làm nữ phóng viên cho Thời Thế. Người thiếu nữ khe khẽ gật và khe khẽ thưa. Vâng, cô thích làm báo đến thế kia ư? Vâng, thưa ông, làm báo, làm phóng viên, đó là cái nguyện vọng của tôi, của một tâm hồn ư mạo hiểm. Bao lâu nay tôi hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày kia được đeo máy ảnh lên vai, mang cuốn sổ dưới tay và đi hết chỗ này đến chỗ khác. Khi phỏng vấn, khi làm phóng sự, khi theo những việc lạ, các nơi xa lạ, thí dụ như điều tra về các điều thầm kín, về các xứ Mường Mán, hay dò theo dấu vết của những người buôn lậu, người thám hiểm hay tìm vàng, rồi... Giọng nói của cô mỗi lúc một thêm hăng hái, đôi má ửng đỏ, đôi mắt long lánh, khiến cho cô lại đẹp hơn lên. Rồi khi nào gặp một cái án mạng ly kỳ như vụ án mạng Trần Thế Đoàn chẳng hạn, tôi sẽ được hợp lực với ông Lê Phong. Mai Hương sẽ cùng với ông Lê Phong cùng điều tra, cùng khám phá, rồi cùng viết bài tường thuật trên báo Thời Thế, và dưới những bài đó sẽ ký Lê Phong và Mai Hương. Lê Phong đứng lên cười rồi bước lại gần cô. Anh nhìn cô một cách tò mò, lắc đầu và nói. Không, phải ký Mai Hương và Lê Phong mới được. Vì đối với người đàn bà, tôi rất có lễ phép, nhất là khi người ấy thông minh như cô. Mai Hương không thể nén được nỗi vui mừng. Cô reo lên. Ô, thế ra ông nhận rồi, ông nhận cho tôi làm nữ trợ bút. Lê Phong gật. Làm nữ phóng viên cho Thời Thế. Lê Phong gật. Và cộng tác với ông. Lê Phong lại gật. Thế còn gì hơn nữa? Này, ngay từ hôm nay, ông với tôi sẽ giúp cô Lý Tuyết Loan tìm sự bí mật trong 5 cuốn sách của bác sĩ Đoàn, sẽ cùng đi tìm kho của ở Thượng Du và sẽ đăng cái việc ly kỳ ấy lên báo. Lê Phong gật. Nhưng anh mỉm cười ý nhị và nói. Trong lúc chưa tìm được kho của, tôi đã tìm được một thứ của báu cũng quan trọng như thế. Có lẽ lại còn hơn thế. Tức là cô, Mai Hương. Mai Hương cúi đầu mỉm cười, nhưng đôi mắt đưa lên nhìn Lê Phong, có vẻ tình tứ và danh mãnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng với Đình Duy vừa theo dõi hết tập 5 và tập kết thúc của Mai Hương và Lê Phong, tiểu thuyết trinh thám rất hay của tác giả Thế Lữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.